phụ nữ thích to hay dài, kích thước cổ nhỏ bao nhiêu là đủ theo khoa học. Có rất nhiều các anh em đến thăm khám và tâm sự với tôi là cậu bé của em ngắn quá bác sĩ ạ, chỉ có 13cm thôi, thì liệu có đủ làm bạn tình thỏa mãn hay không, hay là bác sĩ có cách nào làm tăng kích thước cậu nhỏ của em an toàn thì chỉ cho em với. Thì thực tế cái mức 13cm là đặt chuẩn rồi anh em ạ. Thông thường độ dài trung bình cậu nhỏ của đàn ông Việt Nam lúc cương cứng sẽ dao động từ 9 đến 14cm. Dương vật được cho là ngắn và cần phải can thiệp y tế khi có chiều dài kích thước nhỏ hơn 7cm. Tuy nhiên trường hợp này cũng khá hiếm. Không thể phủ nhận rằng cậu nhỏ quá ngắn sẽ gây cản trở đến khả năng tình dục. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, cậu nhỏ quá khủng cũng chưa chắc đã tốt hơn đâu các bạn ạ. Anh em có thể hiểu như thế này: độ sâu trung bình của âm đạo người phụ nữ Việt Nam chỉ khoảng 8cm, khi bị kích thích có thể tăng lên tới 11cm. Như vậy nếu cậu nhỏ có kích thước quá dài thì có thể sẽ chạm tới cổ tử cung và gây ra khó chịu cho bạn tình. Chính vì vậy phụ nữ thích dương vật to hay dài cũng không còn quan trọng bằng việc phù hợp. Khi cậu nhỏ quá khổ sẽ khiến việc quan hệ của cả hai trở nên khó khăn và người phụ nữ sẽ rất đau đớn, thậm chí nhiều trường hợp còn gây chảy máu cho cô bé vì quá đau, quá rát khi quan hệ. Do đó, cái suy nghĩ chỉ thích hàng khủng 18 đến 20cm là hoàn toàn sai lầm anh em nhé. Anh em nam giới thì thường quan tâm chị em có thích to hay dài hay không, nhưng thực tế cậu nhỏ khỏe mạnh và có độ bền bỉ mới là thứ mà chị em quan tâm. Vậy thì cậu nhỏ như thế nào là khỏe mạnh? Thứ nhất, cậu nhỏ không bị chảy xước hoặc viêm nhiễm bên ngoài lẫn bên trong. Số 2, không bị mắc các bệnh lý ngoài da và các bệnh lây qua đường tình dục. Số 3, cậu nhỏ có khả năng cương cứng tốt, duy trì trong suốt khoảng thời gian quan hệ trong khoảng từ 7 đến 10 phút, không xỉu giữa chừng hoặc không bị tình trạng xuất tinh sớm. Nếu mà chúng ta gặp phải tình trạng rối loạn cương dương nên xuất tinh sớm thì chắc chắn kích thước có thuộc hàng khủng là 18 thậm chí 20cm thì cậu yêu cũng không trọn vẹn được. Do vậy, quan trọng nhất là sự phù hợp và sức bền của sự cương cứng các bạn nhé. Các bạn ạ, với vấn đề kích thước chúng ta rất khó để khắc phục. Hiện nay đúng là có một số các biện pháp, phương pháp giúp tăng kích thước dương vật. Tuy nhiên, những phương pháp này còn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố nguy cơ, chi phí cũng cao và cũng chưa được Bộ Y tế chính thức xác nhận. Chính vì vậy, thay vì quá ám ảnh, quá nặng nề, quá lo lắng về kích thước mà thực tế nó cũng không quá quan trọng, các anh em có thể rèn luyện kỹ năng rồi tăng cường sức khỏe của cậu nhỏ sẽ giúp cuộc yêu thăng hoa hơn. Những cách này thì nó đơn giản và hiệu quả hơn rất là nhiều. Nếu anh em nào đang gặp phải tình trạng rối loạn cương dương xuất tinh sớm thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Từ tình trạng và mức độ bệnh các anh em đang gặp phải, tôi sẽ tư vấn phương pháp điều trị tối ưu giúp anh em ổn định sự cương cứng, đồng thời kéo dài thời gian quan hệ theo ý muốn. Đặc biệt, những phương pháp này hoàn toàn chuẩn y khoa và đảm bảo an toàn về sức khỏe, về lâu, về dài. Như vậy, trong chuyện thân ái, quan hệ quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp, không phải cứ to, cứ dài mà tốt anh em nhé. Các anh em lưu ý, hãy coi cậu nhỏ chỉ là công cụ thôi. Và đã là công cụ thì chúng ta có rất nhiều cách để sử dụng chúng một cách tốt hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn và gia đình luôn hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống. Nếu bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy ấn like, đồng thời hãy chia sẻ và để lại ý kiến của các bạn. Nếu có những thắc mắc hoặc cần tư vấn về sức khỏe, về các bệnh lý nam khoa, sinh lý nam, sinh lý nữ hay các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng quan hệ, các bạn có thể để lại bình luận phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại, Zalo ở trên màn hình để được giải đáp một cách chuẩn y khoa nhất. Đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe. Bác sĩ Trần Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.